hai vợ, năm con. Vì sao nghệ sĩ Minh Cảnh sống cô đơn ở Mỹ không còn muốn điều gì, con trai mất vẫn không thể về? Mới đây, hoàng đế vọng cổ Minh Cảnh đã có live show đầu tiên tại Việt Nam sau gần 20 năm ở Mỹ. Ông cho biết, khi thấy ông Hoàng Vũ Linh và Diệp Lang ra đi, lo sợ không còn nhiều thời gian cho sân khấu nên đã quyết định quay trở về Việt Nam dù đã 86 tuổi. Việc đi lại, di chuyển của Minh Cảnh khá vất vả, đi tầm vài bước là mệt, phải ngồi nghỉ. Tuy nhiên giọng hát vẫn giữ được nét mượt mà như xưa. Tôi đang sống ở Louisiana với một cô, có thể gọi là em gái cho thân mật. Ngày xưa tôi nhận mẹ cô ấy làm đệ tử ruột để chuyển hết cái mình có. Bây giờ mẹ con cô ấy lo cho tôi từ A đến Z. Ở Mỹ tôi chỉ còn đứa em trai, gia đình nó sống tại California xa xôi, anh em cũng ít khi gặp nhau. Ông tâm sự. Theo gia bảo, nghệ sĩ Minh Cảnh đang sống trong một căn nhà khang trang và rộng lớn. Minh Cảnh tên thật là Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1936 trong một gia đình nghèo đông con tại Chợ Lớn Sài Gòn, phải lăn lộn vào đời sớm để mưu sinh, lượm ve chai, bán bánh cam, chuối chiên. 20 tuổi, Minh Cảnh được ông hài sĩ dạy ca vọng cổ, sau đó theo hát ở đoàn Kim Trung. Tên tuổi gắn liền với những trích đoạn nổi tiếng như Võ Đông Sơ, Mưa Trên Phố Huế, Lương Sơn Bá, Lưu Bình Sương Lễ. Sau đó, ông đã lập đoàn hát Kim Trung 2, kiêm diễn các vai kép tránh và được xưng tụng Hoàng đế tuồng cổ, cát xe lên đến một cây vàng cho một đêm diễn. Minh Cảnh từng kết hôn với nghệ sĩ Kiều My, chị ruột của nghệ sĩ Đích Hạnh, tuy nhiên cũng chia tay sau khi họ có 5 người con, Phượng, Nhi, Tâm, Hoàng Sơn. Sau đó bà Kiều My đã qua đời vì tai nạn xe. Minh Cảnh kết hôn với người vợ thứ hai và rất kín tiếng. Chỉ nghe em gái của nghệ sĩ Kiều My tâm sự, các cháu của mình không chịu được cảnh mẹ ghẻ con chồng nên đã về sống với dì từ lâu. Khi đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Minh Cảnh đã phải đối mặt với biến cố trong cuộc đời. Trong lần đi diễn tại Bình Dương, ông đã gặp sự cố sân khấu khi đang bay lượn trên cao thì dây nối bị đứt khiến cho ông bị rơi xuống đất, chấn thương khá nặng và mất một thời gian dài để chữa trị. Sau tai nạn này, Minh Cảnh lâm vào cảnh túng quẫn, không còn tiền trả lương cho nghệ sĩ của đoàn Kim Trung 2. Năm 2005, ông đã sang định cư tại Mỹ do người vợ sau tên Tuyết Minh bảo lãnh. Vào năm 2013, con trai út của Minh Cảnh, tức là ca sĩ Nhật Sơn, bất ngờ qua đời vì lý do thương tâm. Anh đã bị bạn trai đồng giới của mình sát hại chỉ vì xích mích tình cảm. Báo chí rùm beng, tuy nhiên lúc đó Minh Cảnh lại không thể về nhìn con lần cuối vì sức khỏe không cho phép. Ông có tiền sử bệnh tim mạch và phải mổ lại nhiều lần. Rất nhiều nước mắt đã rơi cho quá khứ, tôi đã khóc vì tủi thân, đã không được kể bên mẹ, bên vợ con giây phút lâm chung khiến cho tôi day dứt khôn nguôi. Tôi mong ở thế giới bên kia, con trai của mình được ơn trên cứu độ để được về nơi cực lạc. Minh Cảnh nhớ lại. Ngoài Nhật Sơn, Minh Cảnh còn có con gái Kiều Nhi theo nghiệp diễn của cha, tuy nhiên đã lấy chồng và sang Mỹ định cư. Sống cùng một đất nước nhưng cha con hiếm khi gặp nhau. Hiện tại, nghệ sĩ Minh Cảnh sống cùng với gia đình chị Kim Tiền. Chị Kim Tiền nói, trước đó thầy Minh Cảnh dù đã 80 tuổi nhưng phải sống trong cảnh không ai chăm sóc, người thân ở xa. Vì thế năm 2018 tôi đã xin phép được chăm sóc cho thầy tuổi già. May sao thầy đồng ý, thầy nói rằng đó là cái duyên. Chị cho biết Minh Cảnh rất vui vẻ nói chuyện với chồng và các con của chị, mọi người xem ông là cha, là người thầy. Theo như chị Kim Tiền, hàng tháng danh ca Minh Cảnh được cấp lương người cao tuổi khoảng vài trăm đô. Khi danh ca nhập viện, một phần được bảo hiểm chi trả, một phần do chị Kim Tiền lo liệu. Lần về Việt Nam này, Minh Cảnh cũng được chị Tiền hộ tống vì lo cho sức khỏe của ông không tốt. Tôi là người Việt Nam và tôi ví mình như cá gặp nước khi được trở về quê hương, Minh Cảnh tâm sự. Ngoài ra, ông còn có chuyến ghé thăm mộ của vợ cũ Kiều My. Nam danh ca rơi nước mắt. Thấm thoát, đã trên 80 năm rồi, mong linh hồn của em chứng giám cho các con bình an vô sự, gặp nhiều điều lành. Cầu cho cả gia đình và hàng xóm của mình ở Lê Lai được bình an. Còn anh đi đến đây cũng là đoạn cuối đời rồi. Anh cũng chẳng biết ngày nào sẽ về với hư vô cát bụi. Anh dưới đây không hề tiếc nuối ham muốn điều gì nữa, chỉ mong sao được về Tây Phương, được về bên gia đình. Ông cho biết một ngày của mình trôi qua rất đơn giản, nếu không phải đi hát hoặc ra ngoài gặp gỡ bạn bè, nghệ sĩ U90 chỉ quanh quẩn ở nhà để tụng kinh niệm Phật. Thói quen này đã được ông duy trì suốt 40 năm, nhờ vậy tinh thần của ông luôn bình an và nhẹ nhàng. Tôi áp dụng chế độ ăn uống phù hợp sức khỏe, tránh dầu mỡ, bia rượu. Nếu bạn sống lành mạnh, cơ thể sẽ lắng nghe và khỏe mạnh. Ở tuổi U90, ông cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn nhiều khán giả nhớ đến và yêu thương. Đối với Minh Cảnh, khán giả chính là bầu trời không khí giúp cho ông thở và sống. Bây giờ bên đất Mỹ tôi vẫn được khán thính giả trân trọng. Khi đến tham dự một buổi tiệc sinh nhật, chủ nhà ít nhất phải bỏ phong bì cho tôi 500 đô. Đồng thời khi tôi biểu diễn, khán thính giả đều thưởng cho tôi từ 100 đô trở lên. Cho nên ở tuổi này tôi vẫn sống được với nghề. Và lại ở Mỹ tôi cũng nhận dạy học trò nên có thêm thu nhập.
Lần về này, nghệ sĩ cảm nhận phố phường Việt Nam ngày càng đông đúc, tấp nập, nhưng ông thấy được sự gần gũi và thân thuộc khi được đặt chân lên mảnh đất quê hương mình. Tôi vẫn chưa mua vé về vì muốn ở đây vô thời hạn. Tuổi này không còn vướng bận bất cứ điều gì, thời gian rộng rãi. Ngoài hát phục vụ cho bà con có thể thăm người thân, tìm gặp bạn bè yêu mến. Tôi chưa định đi du lịch dù có một số lời mời đi Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Thơ. Nam danh ca tâm sự. Nói về sức khỏe hiện tại, ông cho biết mọi thứ đều là quy luật của tự nhiên không cưỡng cầu. Dù là thần tượng của nhiều thế hệ, nhưng nghệ sĩ Minh Cảnh vẫn có nhiều thần tượng riêng của mình. Ông tâm sự, nói về các bậc tiền bối không ai phủ nhận được cậu 10 Út Trà Ôn. Thế hệ đệ tử của cậu 10 có hai danh ca, anh Thành Được và anh Hữu Phước. Hữu Phước là giọng ca truyền cảm, tôi rất mến mộ. Anh Thành Được không bượt như anh Phước, nhưng khiến cho người nghe phải nhớ. Nếu xem bên nghệ sĩ Út Trà Ôn đi đầu về ca chân phương, thì thiên về ca hoa lá là Minh Cảnh. Nhưng đặc biệt, ca nhẹ như mây, tự nhiên, trầm bổng, lả lướt theo tiếng đàn mà không cần phải dáng hơi, vuốt chữ. Ca hơi dài, chắc nhịp, ca theo lối hò Huế đã có thế hệ tiếp nối, nhưng ca nhẹ như mây thì đến nay chưa có người thừa kế. Vào thập niên 70, Minh Cảnh đã trở thành giọng ca trụ cột của hãng đĩa Việt Nam. Các vở cải lương nổi tiếng được ông thu âm vào băng đĩa như Máu nhuộm sân chùa, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Sốc sương mù, Đêm lạnh chùa Hoàng, Bao công tra án, Quách khỏe. Những bài tân cổ giao duyên hát cùng với Mỹ Châu, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Phượng Liên như Lời người lính xa xôi, Hai mùa mưa, Trăng sáng vườn chè, Mưa trên phố Huế, Lẻ bóng, Chuyến xe lam chiều. Đĩa hát của Minh Cảnh vào thời điểm này được phủ sóng rộng rãi trên khắp miền Nam, được giới mộ điệu cải lương đón nhận nồng nhiệt với mức doanh thu cao, mang lại lợi tức cho hãng đĩa Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh. Minh Cảnh chính là chủ nhân của câu vọng cổ 53 chữ trong bản thu âm Quan gẫm đầu làng, qua đó đặt nền móng đầu tiên cho việc hát vọng cổ hơi dài tại Việt Nam. Cách ca bay bổng lả lướt trữ tình kết hợp với làn hơi dài và đầy cùng với chất giọng thanh trong về âm sắc của ông, ảnh hưởng sâu rộng với nhiều giọng ca chuyên và không chuyên thế hệ sau. Ngoài ra, ông còn tiên phong hát giọng Huế, đưa hò Huế vào vọng cổ. Trong thời hoàng kim của nghệ sĩ Minh Cảnh, ông được ví như người thay thế vị trí Út Trà Ôn ở độ ăn khách và ái mộ của khán giả. Bên cạnh đó, ông cũng là một số ít nghệ sĩ cải lương hiếm hoi có võ nghệ thực sự. Thậm chí tài tử Hồng Kông Khương Đại Vệ còn thán phục võ nghệ của Minh Cảnh khi có dịp thăm ông ở Sài Gòn. Nghệ sĩ Kim Tử Long thì nói ông chính là huyền thoại của cải lương, không ai có thể thay thế. Sau năm 1975, Minh Cảnh tiếp tục góp giọng ca trên các đài phát thanh với một số bài ca vọng cổ rất ấn tượng: Áo Ba Ba kỷ niệm ngày thu, Cánh chim trên biển, Bông điệp Sài Gòn. Những năm 1980-1990, khi kỹ thuật video nở rộ, ông cũng đã thực hiện thu nhiều video bài ca vọng cổ, tân cổ giao duyên và các tuồng cải lương như Tô Võ Chăn Dê, Trên đường Lưu Diễn, Chống loạn Thăng Long Thành. Năm 1990, Nhà văn hóa Thanh niên và Đài truyền hình HTV tổ chức chương trình Những cánh chim không mỏi với chuyên đề Tiếng hát vượt thời gian dành riêng cho Minh Cảnh. Hiện nay, dù đã lớn tuổi, người hâm mộ đánh giá giọng ca của nam nghệ sĩ vẫn như ngày nào. Từng câu từng chữ, cách xử lý bài hát đều mang đậm dấu ấn của ông, khiến cho người hâm mộ vô cùng thích thú.